Hello các bạn, hôm nay ngày 26, sáng ngày 26 bất ngờ thì gặp thấy chị Kim Ngân đi trên đường Brutus. Này để mình quay lại cho các bạn coi. Này trên đường đi thôi, qua ghé đổ xăng thì bất ngờ gặp thấy chị Kim Ngân đang đi trên đường Brussels và góc Jack. Rồi đó là một cái thông tin. Bây giờ Vũ đi lên có một việc lên đá Vegas và đã gọi cho sư không tên một hai cuộc gọi mà không thấy bắt máy. Mình sẽ lên đó và có công việc và sẽ gọi cho sư không tên để hỏi về vấn đề mà những anh nội và những người ở Kentucky đã đưa ra những thông tin hôm chủ nhật mà vị chú đã là trực tiếp để coi ông Lưu Hồng Hà có phản hồi gì không. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.